Đây, ai mà yêu thích Tuân thì vào xem live vui vẻ thôi, mới chào hỏi nó thôi, còn đừng vào kích cái việc gì hết, đừng kích được đâu, đúng không? Thì nói thẳng anh em nhà mình đâu có ngu ấy, ra đời cả mấy chục năm rồi đâu có ngu đâu, nên đừng có vào đấy kích bác. Mấy cái kẻ mà tiểu nhân đi kia thì tốt nhất đi ra ngoài đừng có coi live stream của Nguyễn Văn làm chi cả. Vào đây đừng có bình luận cái giọng điệu này kia. Còn mà nếu mà thực sự mà cảm thấy thằng nào bản lĩnh cứ lên đây, lên đây live stream luôn, cho lên đây luôn này. Có dám lên không hay là dùng mấy nick ảo linh tinh cứ đi kích động. Còn nếu mà cảm thấy mà nick thật ấy là cứ lên đây luôn, cho lên màn hình luôn, có dám lên không? Thôi tốt nhất phê rồi ngủ quay. Bao nhiêu ân tình chôn giấu.